Chào các em, thầy là Võ Gia Lâm, giáo viên trường trung học phổ thông Núi Thành, Quảng Nam. Rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chương trình này với bộ môn hóa học. Để tìm hiểu về bài học hôm nay, mời các em xem các hình ảnh sau. Những hình ảnh sau gợi cho ta liên tưởng đến nguyên tố nào? Chắc chắn tất cả các em đều có thể nhận ra, đó chính là nguyên tố hạt nhôm. Hôm nay thầy cùng các em sẽ nghiên cứu bài 27 nhôm và hợp chất của nhôm. Bài này có thời lượng 2 tiết, Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu tiết thứ nhất với những nội dung chính sau đây: A. Lớn nhôm, một lớn tính chất vật lý ứng dụng; hai lớn vị trí cấu hình ở trong nguyên tử; 3 lớn tính chất hóa học; bốn lớn trạng thái tự nhiên. Qua các hình ảnh mà các em vừa xem lúc đầu, chúng ta có thể hình dung ra các ứng dụng phổ biến của nhôm trong thực tế đời sống. Vì sao nhôm lại có những ứng dụng như vậy? chúng ta có thể suy si luận ra từ những tính chất vật lý của nhôm. Nhôm là kim loại màu trắng bạc, đẹp, nên dùng để xây dựng nhà cửa, trang trí nội thất Nhôm khó mềm, dẻo, dễ, dễ kéo sợi và dót mảnh, nên được ứng dụng làm giấy gói thực phẩm, bánh kẹo. Nhôm là kim loại nhẹ, nên được dùng làm vật liệu chế tạo máy bay, ô tô, tên lửa, tàu vũ trụ. Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, nên dùng làm dây dẫn điện, dụng cụ nhà bếp nội dung tiếp theo mà thầy cùng các em nghiên cứu đó là vị trí trong bọn tường hoàng cấu hình A trong nguyên tử nhôm. Các em hãy quan sát bọn tường hoàng và tìm vị trí của nguyên tố nhôm. Nhôm ở ô thứ 13, chu kỳ 3, nhóm 3A của bọn tường hoàng. Do đó, cấu hình A trong hóa trị của nhôm là 3X2, 3 p 1 Với A hóa trị là 3, nhôm có khả năng dường 3A và có số hóa dương 3 trang hợp chất. Sau khi nghiên cứu cấu tạo nguyên tử nhôm, chúng ta sẽ cùng xem xét tính chất hóa học của nhôm. Do nhôm có 3 hóa trị, nay là kim loại. Xét vị trí của nhôm, trang giải điện hóa, ta thấy nhôm đứng sau kim loại kìm và kim thổ do đó nhôm là kim loại có tính khử mạnh tính khử của nhôm chỉ yếu hơn kim loại kim và kim thổ được thể hiện qua quá trình nhôm nhường ba electron tạo thành cation nhôm ba cạn tính khử mạnh của nhôm được thể hiện qua các phản ứng nhôm tác dụng với phi kim axit oxit kim loại nước và dung dịch kim Trước hết, chúng ta xét phản ứng nhôm tác dụng với phi kim. Điển hình là oxy. Mời các em xem thí nghiệm nhôm tác dụng với oxy. Dùng đũa thủy tinh gõ nhẹ vào muối bìa cứng chứa bột nhôm, sâu cho bột nhôm rơi đều trên ngọn lửa đèn cồn. Các em quan sát thấy hiện tượng nhôm cháy sáng trên ngọn lửa đèn cồn, tức là phản ứng giữa nhôm và khí oxy xảy ra mạnh liệt. Phản ứng giữa nhôm với khí oxy được biểu diễn bằng phương trình phản ứng. Nhôm tác dụng với khí oxy tạo thành nhôm oxit. Vậy phản này có mâu thuẫn gì với thực tế đời sống hay không? Trong thực tế, ta thấy những vật dụng bàn nhôm rất bền, Trang khi những vật dụng bàn sát dễ bị ăn mòn. Phản ứng giữa nhôm với khí oxy, các em vừa xem lúc nãy, xảy ra rất mãnh liệt, Trang khi có vật dụng bàn nhôm lại rất bền trong không khí. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Đó là vì nhôm cũng như có vật dụng bàn nhôm được phủ một lớp màng oxit nhôm rất mỏng mịn và bền bảo vệ. Ngò oxy nhôm còn tác dụng với phi kim khác đó là calo. Nhôm tự bóc trái khi tiếp xúc với khí calo. Theo phương trình phản ứng, nhôm tác dụng với khí calo tạo thành muối nhôm clorua. Sau khi nghiên cứu phản ứng của nhôm với khí oxy và khí calo, ta nhận thấy nhôm khử dễ dàng các nguyên tử phi kim thành ion âm. Tiếp theo ta xét phản ứng của nhôm với axit. Ta có thể chia các axit gồm hai nhóm. Nhóm thứ nhất với các axit không có tính oxy hóa ở gấp axit như axit clohydric, axit sulfuric loãng. Nhôm khử ion H+ trang dung dịch axit tạo thành muối nhôm đồng thời giải phóng sản phẩm khử là khí hero. Thí dụ, nhôm tác dụng với dung dịch axit clohydric tạo ra muối nhôm clorua đồng thời giải phóng sản phẩm khử là khí hero. Đối với nhóm axit thứ hai đó là axit nitric loãng, axit nitric đạt nám, axit sulfuric đạt nám, nhôm khử nitra dương nam trong axit nitric hoặc lưu huỳnh dương sáu trong axit sulfuric xuống các số xóa thấp hơn. Thí dụ nhôm tác dụng với axit nitric loãng tạo thành muối nhôm nitrat, nước và sản phẩm khử nitơ monoxit. Nhôm tác dụng với axit sunric đạt nóng tạo thành muối nhôm sung phát, nước và giải phóng sản phẩm khử Lưu Quỳnh đi oxy. Ở phần này, thầy lưu ý với các em một lần nữa. Nhôm bị thụ động bởi dung dịch axit nitric đạt nguội, hạt axit sunric đạt nguội. Vì vậy có thể dùng bồn nhôm để chứa hạt vật triển có axit đạt nguội đó. Tiếp theo chúng ta cùng nghiên cứu phản ứng nhôm tác dụng với oxit kim loại. Ở nhiệt độ cao nhôm khử được nhiều ion kim loại trang oxit mời các em quan sát thí nghiệm nhôm tác dụng với oxit sắt ba hỗn hợp nhôm và oxit sắt đã được trộn vào bình có phép một lỗ thủng ở đáy bên dưới đã chứa sẵn một góc khơi màu để phản ứng xảy ra các em thấy phản ứng xảy ra rất mạnh liệt lượng nhiệt tỏa ra rất lớn trong phản ứng này đủ để làm lượng xét sinh ra ở nắng chảy. Phản ứng giữa nhôm với oxit xác ba được biểu diễn bằng phương trình phản ứng nhôm tác dụng với oxit xác ba tạo thành oxit nhôm và kim loại xác. Phản ứng này được gọi là phản ứng nhiệt nhôm. Lượng nhiệt tỏa ra trong phản ứng này rất lớn đủ để làm lượng sát sinh ra ở dạng nóng chảy nên người ta dùng hỗn hợp bột nhôm và bột oxit xác được gọi là hỗn hợp tác mít dùng để điều chế một lượng nhỏ xác nám trải khi hàng đường ray Đây là một ứng dụng rất quan trọng của nhôm. Tiếp theo ta xét phản ứng của nhôm tác dụng với nước. Cũng như kim loại kim và kim loại kim thổ, nhôm có khả năng tác dụng với nước tạo ra hydroxit tương ứng và giải phán sản phẩm khử là khí hydro. Trang thực tế đời sống, hàng ngày chúng ta quan sát thấy người ta dùng các vật dụng bằng nhôm để đun nấu với nước. Điều đó chứng tỏ nhôm không tác dụng được với nước. Vậy tại sâu lý thuyết nhôm tác dụng được với nước? Nhưng trang thực tế có vật dụng bằng nhôm là bằng đối với nước. Vậy vấn đề này được giải thích như thế nào? ở phần trước thầy đã đề cập nhôm và các vật dụng bằng nhôm luôn được bao phủ bởi lớp màng oxit nhôm rất bản, bền và mịn không cho nước thấm qua. do vậy nhôm không tác dụng với nước dù ở nhiệt độ cao. vậy khi nào xảy ra phản ứng nhôm tác dụng với nước? như trên màn hình. Chỉ khi ta phá bỏ lớp oxit trên bề mặt hạt tàu hỏng hóng giữa nhôm với thủy ngân thì lúc đó nhôm sẽ tác dụng với nước theo phương trình phản ứng tạo thành nhôm hiđroxit và khí hydro. Nhôm hiđroxit tạo thành là chất rắn không tan trong nước là lớp bảo vệ không cho nhôm tiếp xúc với nước nên phản ứng nhanh chóng dừng lạ. Như vậy phản ứng giữa nhôm với nước chỉ có ý nghĩa về mặt lý thuyết. Trên thực tế nhôm không tác dụng được với nước. Vậy nhôm bành trang không khí và nước do có màng oxit bảo vệ. Tranh cơ sở phản ứng của nhôm với nước. Chúng ta sẽ nghiên cứu phản ứng của nhôm tác dụng với dung dịch kiềm. Mời các em quan sát thí nghiệm sau. Chuẩn bị một cốc đựng dung dịch natrium, một đĩa thủy tinh đựng cốc lá nhô mỏng, hai ống nghiệm. Lá ống nghiệm vừa giá thí nghiệm với phần trên là 1 phần ba và phần dưới là 2 phần ba. Cho một lá nhôm vào ống nghiệm. Sau đó lấy 5 ml dung dịch natrium cho vào ống nghiệm. Chúng ta cùng chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra quan sát thấy có một khí thoát ra trên bề mặt nhôm đồng thời sủi lên bề mặt chắc lắm là... vậy khi do lá nhôm vô dung dịch natri đã xảy ra những phẫn hóa hạt đầu tại so với nước nhôm không tác dụng nhưng lại tác dụng được với dung dịch natri các em đã có câu trả lời cho mình chưa? Và đây là câu trả lời. Như chúng ta đã biết, nhôm được bao phủ bởi lớp màng oxit bảo vệ. Khi cho nhôm vào dung dịch natri hydroxit, lớp màng oxit sẽ bị hòa tan bởi dung dịch natri oxit. Là vì nhôm oxit là oxit lưỡng tính. Khi lớp mòn oxit bị phá bỏ, nhôm kim loại sẽ tác dụng với nước tạo thành nhôm hydroxit, đồng thời giải phán sản phẩm khử là khí hydro. Nhôm hydroxit tạo ra có tính lưỡng tính nên tác dụng tiếp với dung dịch natri hydroxit tạo thành muối tan natri aluminat hai quá trình này luân phiên tiếp diễn xảy ra ta có thể tổ hợp phản ứng số 2 và phản số 3 thành phản ứng nhôm tác dụng với dung dịch natri hydroxit tạo thành muối tan natri aluminat và giải phán sản phẩm khử là khí hydro ở phản ứng này thầy lưu ý với các em nhôm không tác dụng trực tiếp với dung dịch natri hydroxit mà bản chất khí hydro thoát ra là do nhôm khử hết cạn của nước giải phóng khí hydro. Chúng ta vừa đi qua năm phản ứng của nhôm với các chất cụ thể. Vậy trang tự nhiên nhôm tồn tại dạng đơn chất hai hợp chất? Nhôm là kim loại hoạt động hóa học mạnh nên trang tự nhiên chỉ tồn tại dạng hợp chất. Nhôm là nguyên tố đứng thứ ba sau oxy và silic về độ phổ biến trang vỏ trái đất. Một số hợp chất của nhôm trang tự nhiên. Bosit có công thức là nhôm oxit ngậm hai phân tử nước. Đắc xác có công thức là nhôm oxit hai phân tử silic dioxit ngậm hai phân tử nước. Cariolic có công thức là nhôm phalarua và ba phân tử natri phalarua. Mica có công thức là kali oxit, nhôm oxit và 6 phân tử silic dioxit. Để củng cố phần lý thuyết, thầy cùng các em làm các bài tập sau. Câu 1. Ở nhiệt độ thường, kim loại X không toan trang nước nhưng toan trang dung dịch kìm. Kim, kim loại X là A natri, B canxi, C, C magie, D nhôm. Vậy chúng ta thấy ở phương án A và phương án B, hai kim loại natri và canxi là có kim loại kiềm và kim thổ nên tan được trong nước ở nhiệt độ thường. Ở phương án C, magie là kim loại không tan trong nước và không tan trong dung dịch kiềm. Còn ở phương án D, nhôm là kim loại không toan tăng nước nhưng toan được trang dung dịch kim như chúng ta vừa hạt lúc nãy. Nên phương án trọng câu này đó là phương án D. Câu 2. Phản ứng hóa hạt xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? A. À, nhôm tác dụng với xét bo oxit nung nám. B. Nhôm tác dụng với sát từ oxit nung nám. C. Nhôm tác dụng với đồng he oxit nung nám. D. Nhôm tác dụng với axit sunric đạt nám. Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta chỉ cần nắm được phản ứng nhiệt nhôm. Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng giữa nhôm với các oxit kim loại như oxit sát cho nên ta thấy đốt ấn A và đốt ấn B là có oxit sát như vậy đây thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm hoặc với oxit kim loại đồng đó là phương án C và đốt ấn D nhôm tác dụng với axit sunric đạt nán không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm. cao ba phát biểu nào sau đây xe A trang có phản ứng hạt kim loại nhôm chỉ đáng vai trò chất khử B hợp kim nhôm li siêu nhẹ được dùng trang kỹ thuật hàng không. C. Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bọt, dẫn điện và nhẫn nhiệt tốt. D. Kim loại nhôm toàn được trang dung dịch, axit nitric đạt nguội. Vậy ta thấy ba phương án A, B, C là các phương án mà các kiến thức chúng ta vừa tìm hiểu trong bài học nhôm hồi nãy. Đó là nhôm chỉ đóng vai trò trắc khử trang có phỏng hạt như bài phát biểu A đúng. Phát biểu B, hợp kim ly tây nhôm siêu nhẹ được dùng trang kỹ thuật hàng không liên quan đến phần tính chất vật lý và ứng dụng. Ở mục một, một lấy chúng ta đỡ hạt, phát biểu này đúng. C, nhôm là kim loại nhẹ màu trắng bạc dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Đây là tính chất vật lý của nhôm. Phát biểu này đúng. Như vậy, phát biểu D, xa. vì nhôm không toan được trong dung dịch axit nitric đặc nguội vì dung dịch axit đặc nguội làm thụ động hóa kim loại nhôm. Tiếp theo, thầy mời các em đến với câu số 4. Câu số 4 qua phản ứng nhôm tác dụng với dung dịch axit cloric và dung dịch natri hydroxide có thể kết luận nhôm có tính a axit b bazơ c lưỡng tính d khử vậy để trả lời câu hỏi này chúng ta quay lại bài học hồi nãy với hai phản ứng nhôm tác dụng với dung dịch axit clariric tạo ra muối nhôm galarua và khí hydro thì ta thấy số xóa của nhôm tan từ không lên cạn 3 nhôm đáng vai trò là chất khử phản ứng nhôm tác dụng với dung dịch natrixit tạo thành muối natri aluminat và khí hydro số xóa của nhôm cũng tan từ không lên cạn 3 nhôm đáng vai trò là chất khử và đặc biệt lưu ý trang phản ứng nhôm tác dụng với dung dịch natrixit thì nhôm không tác dụng trực tiếp với natrixit cho nên nhôm không thể hiện tính lượng tính vậy câu 4 chúng ta sẽ chọn đáp án đó là tính khử qua phản ứng nhôm tác dụng với dung dịch axit cloric và dung dịch natri Tiếp theo câu số 5, không dùng những vật dụng bàn nhôm như thao nhôm, thùng nhôm, để chứa chất nào sau đây? A. có B. Axit nitric đạt nguội C. Nước D. Nước vôi Vậy trong bài hạt lúc nãy chúng ta thấy những vật dụng bàn nhôm như thao nhôm, thùng nhôm tác dụng được với dung dịch kìm như vậy nhôm không thể nào dùng để chứa dung dịch nước vôi. Còn đối với các nước và axit đạt nguội thì những vật dụng bằng nhôm không tác dụng được. Như vậy, câu này chúng ta sẽ chọn phương án D. Và trong câu này chúng ta lưu ý một kiến thức sau đây. Đó là chúng ta không được sử dụng những vật dụng bằng nhôm như thao nhôm, thùng nhôm, trang cuộc sống để chứa các chất có tính axit hoặc tính kiềm vì chúng ta biết nhôm tác dụng được với các chất đó để hỗ trợ học sinh học tập hiệu quả và tạo môi trường tương tác cho việc dạy học trên truyền hình QRT nhóm bộ môn hóa học đã lập trang hỗ trợ học khó qua truyền hình Quảng Nam vậy các em hãy đăng nhập vào trang Facebook này để được quý thầy cô giáo trang nhóm bộ môn hóa của tỉnh Quảng Nam hỗ trợ cho các em trong việc học tập qua truyền hình đạt hiệu quả hơn. Chúc các em có những giờ học thật tốt và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.